Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stock, thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để Dân có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo. Thì hôm nay vào index của chúng ta bắt đầu yếu tố cân bằng trở lại khi gặp về những vùng hỗ trợ tương đối cứng, cụ thể vừa đi giảm 1,55 điểm so với phiên trước và đóng cửa mức 1.041,36 điểm, giá trị giao dịch ở mức thấp 9.143,25 tỷ và đang yếu tố phân hóa dòng tiền khá rõ rệt. Hầu hết những nhóm ngành tăng điểm chính từ dòng bất động sản và một vài mã cổ phiếu dòng ngân hàng, còn những nhóm ngành giảm điểm đến từ dòng thịt lợn, thép, đầu tư công và một vài mã cổ phiếu của dòng chứng khoán. Thì nhìn chung giai đoạn này thì chúng ta cũng đã trải qua hơn hai tầng điều chỉnh và về những vùng chiết khấu tương đối tốt là 1.035, 1.040, thì em giá vùng này sẽ là vùng cân bằng của thị trường và nó sẽ có những yếu tố đàn hồi trở lại lên vùng 1.055, 1.060 điểm. Tại vì sao em nói thì chúng ta lại có những nhịp đàn hồi, tại vì khi chúng ta giảm nhưng chỉ thấy vol của nó giảm dần, thể hiện những yếu tố gọi là cạn cung của thị trường, và khi cung cạn và bắt đầu cái lực cầu bắt đáy từ ngoài vào cũng như nguồn cung ở trên đây cũng bắt đầu không còn bán ra thì đánh giá nó sẽ có nhịp hồi như thế. Thì chị nhìn qua một vài ví dụ cụ thể, ví dụ ở đây khi chúng ta này bắt đầu từ vùng đáy phục hồi đi lên thì đây là những vùng hỗ trợ trước của VN, và khi chúng ta bước vào những nhịp điều chỉnh thì chị thấy ở đây này nó điều chỉnh, nhưng để bắt đầu kết thúc nhịp chỉnh này thì nó phải có một yếu tố tiên quyết là biên độ của nó bắt đầu hẹp lại, và chị thấy này vol của nó nhỏ dần, thể hiện lượng cung đã cạn đúng không ạ, và khi cung cạn cầu vào thì nó sẽ bắt đầu có nhịp phục hồi mới. Hay đoạn này chị thấy này, khi chúng ta này nó bắt đầu từ vùng đỉnh nó rơi xuống thì tại vì sao lại có nhịp bật tăng, tại vì nó về vùng hỗ trợ cứng đúng không ạ, đây là vùng hỗ trợ cứng này, thì sau đó nó sẽ bật tăng lên trở lại, và ở đây khi mà nó bật tăng thì vol của nó phải thấp trở lại mới bắt đầu bật tăng lên được đúng không ạ. Hay đoạn này như thế này, trước khi có nhịp hồi đâu khoảng là 1 đến 2 tuần thì nó luôn luôn ở giai đoạn gọi là vol của nó cạn dần đúng không ạ, lúc đó mới bật tăng lên, thì đánh giá đoạn này khả năng chúng ta cũng sẽ có một nhịp bật tăng nữa. Nên lưu ý đối với nhà đầu tư mình có thể là tìm kiếm cơ hội trong ngắn hạn được, và đặc biệt trong đoạn này cũng nói với nhau tụi mình khá là nhiều đúng không ạ, cổ phiếu nó sẽ quan trọng hơn cái VN Index, tại vì đoạn này thì chúng ta bước vào một cái giai đoạn gọi là sideways biên lớn, tại vì cái kênh này là kênh gì ạ, kênh này là kênh downtrend của thị trường này, nhưng mà đã bứt phá khỏi kênh downtrend và đang bước vào kênh gì ạ, đang bước vào kênh sideways rồi, nên cái dòng tiền phân phát khá là nhiều, mã nào mạnh vẫn mạnh, mã phiếu nào yếu vẫn yếu. Anh chị thấy giai đoạn này này năm 2018 2019 đúng không ạ, đã bước qua được cái kênh downtrend thì sao ạ, thì nó sẽ bắt đầu bước vào cái kênh gọi là kênh sideways, nó đi ngang trong một năm trời như này, nhưng mã phiếu nào mạnh thì vẫn tăng, mã phiếu nào yếu thì vẫn giảm đúng không ạ. Và trong cái nhịp điều chỉnh này chị thấy cũng có rất nhiều mã cổ phiếu nó tăng ngược lại so với thị trường, em ví dụ đoạn này chị thấy những mã phiếu FTS chị thấy rõ ràng rằng này dòng này thị trường đi ngang nhưng mã phiếu nào vẫn bật tăng, nếu như tức là mình mua đúng điểm thì chị vẫn có thể là có biên độ lợi nhuận trong ngắn hạn. Anh chị thấy BSI này đúng không ạ, hay là ORS chị thấy này mua đúng điểm thì chị vẫn có những biên độ lợi nhuận tương đối lớn, hoặc là những mã cổ phiếu của dòng bất động sản đi như IDJ chị thấy này đúng không ạ, cũng đã có những tố bật tăng lên trở lại trong những lúc thị trường chúng ta sideways down, nhưng chị thấy là giai đoạn này này bất động sản như IDJ vẫn tiếp tục đi lên. Anh chị nhìn qua những cái mã cổ phiếu khác đi, như con gì nữa ạ, như con sale đây nó vẫn không có điều chỉnh nhiều đúng không ạ, thị trường chỉnh nhưng nó cũng không chỉnh nhiều đúng không ạ, nó vẫn tiếp tục sideways, hoặc là có những mã phiếu CTD nó vẫn đi lên này đó, anh chị thấy những mã phiếu GEG nó vẫn đi lên này đúng không ạ, nên lúc này chúng ta phải chú ý vào cổ phiếu nhiều hơn so với việc mà chúng ta phân tích quá nhiều vào VN Index. Và anh chị thấy thường thường ấy lúc ấy mà chúng ta điều chỉnh mà dòng nào không điều chỉnh thì lúc thì chúng ta phục hồi nó sẽ là những dòng tăng mạnh nhất, em ví dụ như đoạn này như thế này là những mã cổ phiếu của dòng ngân hàng điều chỉnh đúng không ạ, hay là những mã cổ phiếu của dòng khu công nghiệp điều chỉnh, hay là những mã cổ phiếu bán lẻ điều chỉnh, nhưng chị thấy thực chất cái đoạn này này đúng không ạ, thị trường điều chỉnh này trong đang trong nhịp điều chỉnh này, nhưng chị thấy những mã phiếu FTS có điều chỉnh hay không, anh chị thấy rõ ràng rằng này lúc này thị trường điều chỉnh này đây nó bước vào nhịp điều chỉnh đúng không ạ, nhưng anh chị thấy những mã phiếu như FTS này có điều chỉnh hay không, nó không điều chỉnh thì lúc thị trường phục hồi bật tăng sao ạ, thì FTS nó vẫn sống đúng không ạ, hay là anh chị nhìn qua những cái mã cổ phiếu như là con BSI cũng tương tự như vậy đúng không ạ, lúc thị trường điều chỉnh này đây đoạn này thị trường điều chỉnh này đó điều chỉnh khá là sâu, nhưng những mã phiếu như BSI này không điều chỉnh lúc thị trường bật tăng trở lại sao BSI nó vào sóng đúng không ạ, thì chúng ta phải tìm được những mã phiếu nào ấy mà nó có những tố nó hình thành đáy trước thị trường để chúng ta tham gia. Và đoạn này em đánh giá thị trường ta vẫn còn nhiều cơ hội để chúng ta đánh ngắn trong tay cộng, và hôm nay cũng là những cái khuyến nghị của em này để nhà đầu tư có thể là nắm bắt và tham khảo. Thì đầu tiên ấy là chào cả nhà, chúc cả nhà giao dịch thành công. Hiện tại VN Index đang tiếp tục rung lắc để tìm về những vùng hỗ trợ cứng và vùng chiết khấu đủ tốt. Thị trường cũng đã trải qua hơn hai tuần rung lắc nên khả năng trong tuần này sẽ kết thúc nhịp chỉnh, vì thị trường hiện tại đang chỉnh nhưng không có yếu tố tháo hàng, kèm với tâm lý dự trữ trước lễ vol thấp nên kỳ vọng VN Index sẽ bắt đầu cân bằng khi về vùng 1035 1040. Thị trường hiện tại đã thoát khỏi kênh downtrend và bước vào cái quá trình gọi là tích lũy nên sẽ lên biên hẹp biên trên thì gặp lại kháng cự rồi chỉnh, nhưng
Khi gặp lại biên dưới hỗ trợ thì bật tăng, và đặc điểm trong thị trường sẽ quay thì dòng tiền vẫn phân cực khá lớn, dòng nào mạnh vẫn mạnh, dòng nào yếu vẫn yếu. Kịch bản VN-Index sẽ về vùng 1035 cộng trừ 10 điểm sẽ bắt đầu cân bằng trở lại phục hồi đi lên. Nên chiến lược hiện tại chủ yếu là chúng ta sẽ cơ cấu linh mục, bỏ các mã cổ phiếu gãy trend không có dòng tiền hoặc thị trường bán tháo thì canh lại mua các mã cổ phiếu vùng giá thấp. Đoạn này các mã gây tiêu cực chủ yếu đến từ dòng thép và đầu tư công, do có sự thoát ra từ dòng tiền trước đó nên điều chỉnh là việc cần thiết. Thì ở đây anh chị thấy này, các mã của dòng chứng khoán bán lẻ, công nghiệp vẫn duy trì biên cân bằng khá tốt nên cứ tập trung vào những dòng này. Thì ở đây anh chị thấy này, hôm nay cũng có những yếu tố giao dịch như thế nào, thì chủ yếu là em bán những mã cổ phiếu của dòng chứng khoán như là BSI đúng không ạ, bán FTS này lúc mà chưa giảm sâu này đúng không ạ, là bán đâu khoảng là 75% mã phiếu FTS. Rồi anh chị thấy này, bán những mã cổ phiếu của BSI nhưng hôm nay lại mua những mã phiếu gì ạ? Đó là mua những mã cổ phiếu của dòng bất động sản đúng không ạ, như là DG này đúng không ạ, đây DG này mua giá 27 này. Thì chắc đoạn này dòng tiền của ta nó sẽ có những tố phân hóa chạy từ dòng này sang dòng khác. Anh chị thấy những phiên phía trước đi, thực chất ấy là những mã cổ phiếu của dòng chứng khoán nó kéo mạnh đúng không ạ, anh chị thấy là FTS này những phiên trước thì nó có những tố kéo mạnh, nhưng bây giờ dòng tiền bắt đầu dịch chuyển qua dòng gì chúng ta sẽ theo dòng đó chúng ta đánh đúng không ạ. Thì bây giờ anh chị thấy dòng tiền bắt đầu dịch chuyển qua dòng bất động sản chúng ta sẽ chuyển qua dòng bất động sản chúng ta đánh. Tại vì sao? HT nào nó tím ở đây, HQC tím hay là con BCG nó tím, thì khả năng trong thời gian sắp tới những cái mã cổ phiếu nó chưa tím nó sẽ bắt đầu nó kéo theo so với cái sự sóng dòng của nó. Thì cái đó là cái chiến lược để chúng ta có thể tìm kiếm có những mã cổ phiếu đó tím trước rồi, chúng ta sẽ tập trung chúng ta đánh theo những mã cổ phiếu nào chưa tím đúng không ạ. Giống như con bắt đầu bắt giống như những mã phiếu dòng chứng khoán đi, thì như thấy rõ ràng rằng ấy những phiên phía trước, tại vì sao FTS nó kéo trước nhưng mã cổ phiếu ORS nó lại chưa kéo đúng không ạ. Đây như thế này, FT nó kéo trước nhưng ORS thực sự chưa kéo, nhưng mà lúc mà FTS bắt đầu nó chỉnh thì ORS lại kéo theo đúng không ạ. Nên chúng ta phải dựa vào những cái sóng dòng đó để chúng ta có thể là đánh những cái nhịp đánh T cộng của nó sao cho hợp lý đúng không ạ. Nên tại vì sao những cái lúc em thấy FTS nó vào sóng này cân bằng này, những lúc thị trường chỉnh em vẫn vào mua, nên chị thấy rõ ràng rằng những mã phiếu này chưa sóng thì vẫn có yếu tố chạy nước rút nó mới hết sóng. Nên chị thấy rõ ràng rằng mua điểm này anh chị chốt lên đây thì anh chị có thể là khoảng được 5-7% rồi. Anh chị thấy những mã phiếu như BSA tương tự như vậy, nên chị thấy mua điểm này bây giờ lên đây chốt thì anh chị có thể lại được 10-15% đó mà trong tay cộng. Nên chị nhau tư mình phải biết dòng tiền dịch chuyển như thế nào từ dòng này sang khác, chứ nó sẽ không nằm riêng một cái dòng nào cả. Nên chúng ta phải lưu ý về cái yếu tố dòng tiền này để chúng ta đánh tay cộng sao cho hợp lý, chứ nhau tư mình vào trễ tay cộng là nó sẽ bị sai ngay. Ví dụ như anh chị mua FTS đi, nhà đầu tư mình không mua dưới đây mà lên đây anh chị mua, thì anh chị thấy bây giờ anh chị bắt đầu lỗ hàng VT cộng rồi đúng không ạ. Nên anh chị phải mua điểm mua đúng, chúng ta mới bán được điểm bán đúng được, chứ không phải là chúng ta thấy lên đây phân bón ta mua thì đây không phải điểm mua đúng thì chúng ta sẽ bị bán rất là sai, hoặc là chúng ta hàng về sẽ dễ dàng bị lỗ. Thì chúng ta sẽ đi qua phân tích một vài dòng cổ phiếu để tìm kiếm cơ hội đánh ngắn trong đoạn này. Còn thực chất đoạn này thì chúng ta không có sóng, chúng ta sẽ không đánh trung hạn được, cũng sẽ không đánh dài hạn được, chủ yếu là chúng ta sẽ đánh T cộng thôi đúng không ạ. Chứ anh chị thấy đoạn này anh chị mua nắm giữ thì cũng phải đi ngang thôi chứ có lên lên nhiều đâu đúng không ạ. Nên chúng ta sẽ đánh ngắn trong giai đoạn này là chiến lược trong thời gian sắp tới. Thì đầu tiên thì hôm nay em thấy dòng bất động sản khá là đẹp này, thì đầu tiên chị thấy là con HTN tím này đúng không ạ, HQC tím hay là những mã phiếu BCG tím, thì đánh giá là ngày mai dòng bất động sản sẽ tiếp tục có nhịp kéo nữa và có thể gọi là cái nhịp chạy nước rút của dòng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích qua những mã cổ phiếu như DIG đi. DIG hiện tại nó giao dịch như thế nào? Thì đây là DIG này, thì nhìn cái chart của nó là đầu tiên chúng ta phải nhìn vào xuống của nó, thì xuống hiện tại của nó có xấu hay không? Hiện tại xuống của nó vẫn là xuống tăng như thế này, nó có gãy xuống tăng đâu đúng không ạ. Đoạn này nó vẫn sideways khá là tốt đúng không ạ. Ở đoạn này anh chị thấy này, đặc biệt một điều ấy là vol của nó cũng không có yếu tố lớn quá, mặc dù có dòng tiền thoát ra nhưng ở đây em đánh giá nó chỉ là một đỉnh thôi chứ nó chưa hình thành hai đỉnh. Nên kỳ vọng những cái phiên ngày mai nó sẽ bắt đầu có nhịp chạy nước rút để kéo lên, giống như là gọi là cái dòng chứng khoán như FTS ấy, anh chị thấy này FTS ấy, giống như đoạn này như thế này, đây nó chỉ mới một đỉnh thôi, tăng lên giảm xuống một đỉnh thôi đúng không ạ, thì nó sẽ có một nhịp kéo nhẹ như thế này này đó, để chúng ta có thể canh đánh tới cộng được. Thì đối với em thì DG hôm nay mặc dù nó không kéo cao nhất phiên nhưng chị thấy là nó đóng cửa trên 70% thanh ta thì vẫn có thể gọi là phiên test cung ba. Và khi nó xuất hiện này một cái nhịp gọi là test test đáy trước này, rồi đây là một nhịp test đáy trước nữa, là hai nhịp test đáy trước nhưng phục hồi lên tạo thành test cung ba, thì kỳ vọng ngày mai nó sẽ bắt đầu có yếu tố nó nổ lên thì chúng ta sẽ canh đánh tới cộng để mà cổ phiếu gọi là DG này được, để chúng ta có thể là tìm 5-7% trong thị trường này thôi, chứ nhìn chung ấy cái mục tiêu lớn của nó thì chưa có. Thì đánh giá ở đây khả năng cao nó sẽ có nhịp chạy lúc nữa, giống như là FTS hay là anh chị thấy mà cổ phiếu sale đi, sale thì nó cũng chỉ mới một đỉnh thôi ở đây này, từ đá phục hồi lên thì đây chỉ là một đỉnh đúng mà, nhưng một cái mã phiếu muốn hình thành hai đỉnh và bắt đầu có những trạng thái nó rơi thì nó phải bắt đầu cái yếu tố kéo ngược trở lại để tạo ra những tâm lý FOMO đầu tư mới bắt đầu phân phối hàng ra. Chứ anh chị thấy ở đoạn này này phân phối được bao nhiêu hàng đâu đúng mà. Nên các tổ chức họ phải làm những tâm lý gọi là FOMO kéo thêm một nữa thì khả năng mã phiếu sale này mới tạo đỉnh được. Nên đối với em ấy thì nhịp này con sale 23.4 thì nhà đầu tư nào chấp nhận rủi ro thì vẫn có thể vào đánh ngắn được, để chúng ta canh lên vùng giá đó khoảng là ít nhất khoảng là vùng giá 25 thì chúng ta có thể là tìm kiếm 5 đến 7% lợi nhuận. Thì ở đây cũng là một phiên test cung nên kỳ vọng nó sẽ có những yếu tố bật tăng. Anh chị thấy những mã cổ phiếu như HQC đi, anh chị thấy này nó
nó chỉnh trước nè, đúng không ạ? Đây chỉnh trước chỉ có một đỉnh thôi thì sao ạ? Thì nó vẫn có những yếu tố nó bật tăng lên để tạo hai đỉnh mới bắt đầu nó rơi, chứ nhìn chung một cái mã phiếu không phải là nó một đỉnh sẽ rơi luôn. Nên đối với mã phiếu sell này chị thấy này nó vẫn khá an toàn, chúng ta đánh tới cộng được đúng không ạ? Chấp nhận rồi thì chúng ta mua giá 23.4 này, đặt stop loss đâu ạ? Đặt stop loss đâu khoảng giá 22.5 đó. Thì nói đầu tư này nào muốn đánh ngắn thì vào mã phiếu này vẫn được này, DG vẫn ok, hay là DSG nó cũng khá đẹp này, nhưng mà những mã phiếu nào leader chúng ta sẽ đánh những mã phiếu đó. Còn con DSG chị thấy này, nhìn chung nó về vùng hỗ trợ cứng này cũng cân bằng hướng lên này, nếu mà test cung khá đẹp này thì khả năng ngày mai sẽ có nhịp bật tăng lên trở lại, thì khả năng sẽ bật tăng lên vùng giá đó khoảng là 13 và 14. Nhưng mà đối với mã phiếu này chị thấy này, lên đây gặp cản thì biên độ lợi nhuận của nó sẽ không nhiều, nó cũng chỉ 5-7% thì thôi, nó sẽ không bằng những mã cổ phiếu như DG hay là SEL, tại vì biên độ của những mã phiếu đó là những mã phiếu leader nên sẽ tăng mạnh hơn. Của những mã cổ phiếu mà nó như thế này mà nó yếu hơn thì nó sẽ tăng yếu hơn. Nên đối với những mã phiếu này nhà đầu tư muốn đánh tới cộng vẫn đánh được, nhưng nó mang những cái trạng thái an toàn và biên độ của nó không lớn, thua thì thua ít nhưng mà ăn cũng ăn ít hơn so với mã cổ phiếu đầu cơ. Nên đối với nhà đầu tư là mình muốn cái sự an toàn thì mình có thể là cân nhắc với mã cổ phiếu DSG khi trên nó vẫn giữ trên lai tăng, và hôm nay cũng xuất hiện một phiên tích cung đánh tới cộng vẫn được đối với DSG này. Còn những mã cổ phiếu như là con gì ạ, như IDJ đi, mã phiếu này là những mã phiếu siêu đầu cơ này, nhà đầu tư là mình thích gọi là ăn nhanh thu nhanh thì chúng ta sẽ tham gia những mã phiếu này được. Thì thực chất ở đây nó cũng chỉ mới một đỉnh thôi, thì khả năng ấy, ở đây phân tích cung ngày mai sẽ kéo thêm nhịp nữa, nên đánh giá khả năng IDJ ngày mai sẽ kéo. Nên đối với những mã phiếu này nhà đầu tư chấp nhận rồi thì vùng này 12.4 vẫn có thể đánh tới cộng được, và đặt stop loss ở vùng giá bao nhiêu, đặt stop loss lên giá 11.5 thôi đúng mà. Và kỳ vọng đối mã phiếu này em sẽ kỳ vọng lên giá bao nhiêu ạ? À? Thì kỳ vọng đối mã phiếu này nó sẽ lên vùng giá đó khoảng là 10, 13, 14 gì đó. Thì chị thấy này 13, 14 thì chị thấy biên độ của nó cũng được bao nhiêu phần trăm à? Ít nhất khoảng là 10% nữa. Nên lưu ý được đối với IDJ, nhìn chung dòng bất động sản hôm nay khá là tốt đấy. Hay là mã phiếu như HDC đi, HDC cũng cân bằng. Nhưng chị thấy nhìn chung ấy, mã cổ phiếu này thì nó sẽ đánh rất là chậm, cứ đánh lên xong chỉnh xuống thì chị thấy là nó sẽ chậm hơn những mã cổ phiếu khác. Giờ tôi mình có thì phù hợp việc nắm giữ nhiều hơn. Còn điểm mua mới mình nhất chưa có. Tiếp tục là mã phiếu Nam Long đi. Nam Long hôm nay cũng tăng khá tốt này, nhìn chung nó gặp lại cản trước rồi, thì khả năng ngày mai sẽ tiếp tục nó cân bằng trở lại, chứ nó chưa tăng ngay. Thì nhà đầu tư mình có thì phù hợp việc nắm giữ hoặc là canh chốt lại nhiều hơn so đối với cái việc mua mới đối với Nam Long, tại vì biên độ của nó hơi lỏng. SCR thì hôm nay cũng tăng rồi, thì kỳ vọng ngày mai nó tăng thêm nhịp nữa để lên lại vùng cản bao nhiêu ạ? À? Để lên lại vùng cản nó khoảng là 7.5 7.7 gì đó. Còn bây giờ thực chất cái điểm mua mới của mã cổ phiếu như SCR thì nó đã qua điểm mua, nên lưu ý hiện tại mình không nên đổi giá đối với lại SCR. Tiếp tục những mã cổ phiếu như con gì nữa, như LDG sao? LDG nhìn chung nó về vùng hỗ trợ, nhưng ở đây nhìn nó có những cái gap này nó mở ra nó chưa lắp lại này, nên kỳ vọng những phiên theo nó vẫn có những cái trạng thái phục hồi lên để quay lại lắp gap. Nhìn chung đối mã phiếu này nó gãy với biên độ lớn như thế này thì nhìn chung ta phù hợp với việc gọi là chúng ta quan sát và nắm giữ và canh lên cái vùng gọi là 4.6 gì đó để chúng ta thể là canh hạ ra, chứ điểm mua mới chưa có. Nhìn chung ấy là dòng bất động sản thì chúng ta lưu ý những mã phiếu leader thôi, DSG này, DG này, SEL này hay là IDJ đúng không ạ? Chúng ta đánh ngắn tính tới cộng thì vẫn ok. Còn những mã cổ phiếu khác thì chúng ta có thể là quan sát thêm vài phiên nữa. Tiếp tục đối với những cái mã cổ phiếu của dòng dòng ngân hàng đi. Ngân hàng thì hiện tại vận hành như thế nào? Ví dụ như mã cổ phiếu như BID đi. BID thực chất ở đây nó rũ bỏ nhưng vol nó không lớn lắm, và chủ yếu nó đang tìm vào những vùng biên dưới của nó là những vùng hỗ trợ cứng. Thì cái vùng hỗ trợ cứng của nó là quanh vùng giá bao nhiêu ạ? À? Thì em kỳ vọng là vùng giá 42.5, vùng giá 43 sẽ là vùng cân bằng của nó. Thì đầu tư nào mình đang có thì mình có thể là nắm giữ thêm và quan sát ít nhất khoảng là 3 đến 5 phiên nữa. Khi nào nó gãy vùng hỗ trợ cứng là vùng giá 42.5 thì chúng ta mới bán. Còn bây giờ có thể là nắm giữ và quan sát thêm xem cái nhịp này là nhịp rũ bỏ hay là nhịp gọi là đạt đỉnh. Thì nhìn chung đánh giá nhịp này chỉ là cái nhịp gọi là rũ bỏ thôi chứ không phải là nhịp đạt đỉnh. Tại vì anh chị biết rằng ấy, trước khi một cái mã phiếu đánh lên nó luôn luôn có yếu tố rũ bỏ. Em ví dụ cụ thể cho nhà đầu tư mình dễ hình dung, ví dụ như cái nhịp mà nó đánh lên đây, nó đánh vượt đỉnh đây, thì chị thấy này rõ ràng rằng ấy, trước khi nó đánh lên nó luôn luôn có nhịp điều bỏ, nhịp điều chỉnh đúng không ạ? Và cái nhịp điều chỉnh này chị thấy này, nó đánh thủng khỏi những cái đường gọi là EMA 50 đúng không ạ, tạo ra những trạng thái cho nhà đầu tư mình lý gờ mà mã phiếu này đã gãy trend. Nhưng mà khi nhà đầu tư mình bắt đầu bán ra tưởng mã phiếu gãy trend nhưng chị thấy vol nó cạn dần, thì thể hiện tổ chức họ đã bắt đầu họ thu mua lại lượng hàng. Nếu nhà đầu tư mà còn lượng hàng nhiều ấy, thì bán ra vol phải lớn, nhưng chính chị thấy đoạn này này bán ra vol nhỏ thì chị thấy rõ ràng rằng tổ chức họ bắt đầu hấp thụ lại thì họ sẽ đánh lên một nhịp nữa. Thì đối với em thì nhịp này thì con BID nó chỉ là một cái nhịp rũ bỏ thôi, thì đối với nhà đầu tư mình có thì mình cân nhắc mình quan sát nắm giữ thêm ít nhất khoảng là từ 3 năm phiên nữa xem nó có gãy khỏi vùng giá 42.5 hay không. Nếu không gãy và cân bằng trở lại và có một dòng tiền hướng lên thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta vào lại đối với BID. Còn bây giờ thực chất thì nó đang xuống thì chúng ta sẽ không tham gia, chúng ta chỉ tham gia những mã cổ phiếu nào ấy là trên tăng xu hướng lên và có dòng tiền vào thôi, chứ mình sẽ không tham gia những mã cổ phiếu mà nó đang gãy trên như này thì chúng ta không biết đâu là đáy đúng không ạ? Chúng ta chỉ chờ đợi những mã phiếu nào hình thành đáy chúng ta sẽ vào, chúng ta tham gia. Chúng ta không cầm tiền chạy trước ô tô làm gì, và chúng ta cũng sẽ không đón đối với mã phiếu làm gì đúng không ạ? Tại vì chúng ta đón có bao giờ đúng đâu, đúng mà chủ yếu là chúng ta sẽ
hành động như nào và cái cổ phiếu chúng ta mua có phù hợp phương pháp chúng ta chưa, đúng không ạ? Nên đối với mã phiếu này thì đối với em thì em sẽ không tham gia, có thì cứ phù hợp nắm giữ quan sát thêm. Rồi ACB thì sao ạ? ACB thực chất ở đây nó về vùng hỗ trợ cứng rồi, thì ở đây phải là điểm mua hay không thì chắc ở đây nó đâu phải điểm mua, tụi nó đang rơi mà. Một cái mã phiếu nó đang rơi như thế này đi, anh chị nhà đầu tư thấy có điểm mua đâu, đúng không? Anh chị mua điểm này thì nó còn rơi tiếp. Anh chị thấy một cái mã phiếu đang rơi như thế này đi, anh chị thấy ở đâu điểm mua? Nó rơi như thế này anh chị mua à? Nó đâu phải điểm mua. Hay rơi như thế này là anh chị mua, đâu phải điểm mua. Cái điểm mua tốt nhất của nó như nào? Nó rơi về hỗ trợ này, nó hồi lên. Rồi sau đó có nhịp quay lại test đáy này, đúng không ạ? Rồi dòng tiền vào này. Rồi anh chị thấy này, chờ đợi sao? Chờ đợi những yếu tố này cân bằng trở lại này, xuất hiện những cái phiên gọi là no sập test cung gì đó, no sập này. Test cung thì phiên này mới là cái điểm mua chính xác, chứ không phải là chúng ta thấy nó đang rơi này chúng ta bỏ tiền vào chúng ta mua. Anh chị biết đâu là đáy của nó đâu mà chúng ta mua, đúng không ạ? Nên lưu ý đó, mã phiếu này hiện tại chưa điểm mua, có thì phù hợp việc chúng ta nắm giữ và canh hồi để hạ, thì nó đã gãy trên xu thế rồi, đúng không ạ? Nếu mà nó hồi thì khả năng nó hồi lên giá khoảng là 24 25 gì đó, chúng ta sẽ canh bán ra, thì khả năng cao nó sẽ hồi tại vì vùng này vùng hỗ trợ khá cứng rồi. CTG như thế này rơi vùng hỗ trợ cứng, nó cũng bật tăng lên trở lại nhưng gặp lại cản sau thì nó sẽ bắt đầu nó bị đặt ngược vào cuối phiên này, nên chị thấy chưa lên được ngày, nên khả năng mã phiếu này nó sẽ tiếp tục nó sideways thôi. Còn nhà đầu tư là mình có thì canh hồi lên đi hạ, tại vì dòng ngân hàng bây giờ nó đâu có trend đâu, chúng ta đánh dòng tiền nó không vào thì mã phiếu cũng sẽ rất khó tăng. Nên đối với CTG thì phù hợp việc chúng ta thấy canh lên đây chúng ta hạ ra bớt đi, không phải để mua, đúng mà chúng ta hạ ra chúng ta đánh dòng khác nó sẽ ok hơn so với chúng ta nắm giữ dòng ngân hàng. HD Bank thì nhìn chung nó cũng về vùng hỗ trợ rồi, thì khả năng ngày mai sẽ bật tăng lên trở lại, thì đây là vùng hỗ trợ cứng của nó này đó, nên vùng này sẽ là vùng bật tăng của nó, nên nhiều tên mình có thì cứ nắm giữ và muốn bán thì canh hồi lên để bán. Còn điểm mua mới của nó thì chưa có, khả năng sẽ quay lại retest cái neckline này, là retest là cái mô hình gọi là một đỉnh và hai đỉnh của nó, thì nó sẽ có nhịp hồi giá khoảng 19 ấy, 19.4 gì đó, thì chúng ta sẽ canh chúng ta bán. Còn đối với em thì điểm này em sẽ không mua đối với HD Bank, tại vì nó không có dòng tiền, dòng tiền nó cũng không mạnh mẽ đối với giống như những dòng khác. LBB đi, LBB nó cũng gãy đủ sâu rồi như thế này rồi, chúng ta mua được hay không? Nhìn chung chỉ thấy là trend của nó đã gãy thì chúng ta sẽ không tham gia những mã cổ phiếu trên trên gọi là trên đi xuống. Chúng ta thấy nó rơi biết khi nào nó đáy đâu mà chúng ta mua, đúng mà. Các anh chị đầu tư cứ đưa tay vào bắt thì anh chị mua kiểu gì cũng lỗ. Anh chị thấy mua điểm này này giá rẻ anh chị mua vào, đoạn này anh chị thấy là giá rẻ mua vào, nhưng mà bây giờ nó lại về giá 13.4, thì đây anh chị thấy những cái điểm mua mà nó đang rơi có phải điểm mua đúng hay không, đúng mà. Nên chúng ta phải biết rằng chúng ta phải thực hiện một cái phương pháp mua sao cho đúng. Ví dụ như ở đây nếu chúng ta mua thì chúng ta phải chờ gì? Thứ nhất nó phải hình thành đáy, là xuất hiện những phiên stop in 13, sau đó phải có yếu tố gì ạ? Phải có yếu tố retest đáy thành công rồi bắt đầu hướng lên tạo ra một cái dòng tiền vào đại chúng ta mới vào chúng ta tham gia. Còn đối với mã phiếu này thì chưa có thể tham gia được, có thì phù hợp vì chúng ta canh hồi để hạ, không phải là vì chúng ta mua mới. Hay Techcombank đây, Techcombank chúng ta mua được hay chưa? Techcombank nhìn chung ấy chủ yếu nó quay lại retest đỉnh thôi. Ví dụ ở đây này nó tạo ra đỉnh một thì chủ yếu nó quay lại retest đỉnh, tại vì thực chất một cái mã phiếu nó rơi thì phải hai đỉnh mới rơi. Ví dụ ở đây chị thấy đi, ở đây là một đỉnh này, nó đâu rơi liền đâu, phải hồi lên test đỉnh hai đỉnh mới bắt đầu nó rơi, đúng mà. Hai đoạn này như thế này, đây một đỉnh này bắt đầu quay lại này, đỉnh số 2 này, đúng mà, đây là hai đỉnh nó này thì bắt đầu nó mới rơi, chứ không phải là tự nhiên nó rơi rơi ngay được, tại vì nó về vùng hỗ trợ nó sẽ bật tăng lên, đúng mà. Nên đối với nhà phiếu này nhìn chung nó quay lại test đỉnh thôi, nhà tên mình có thì phù hợp thì chúng ta chốt lại nhiều hơn. Còn việc mua mới thì đánh giá chưa có đối với mã phiếu Techcombank. Tiên Phong Bank nó tương tự như vậy thôi, quay lại test đỉnh. Nhìn chung là những mã phiếu dòng ngân hàng thì chưa đi mua, có thì phù hợp vì chúng ta canh hồi để hạ cho an toàn. Đi qua một vài mã cổ phiếu của dòng khu công nghiệp đi. Khu công nghiệp thì hôm nay cũng phân hóa khá nhiều như tiếp, nên chỉ thế này nó vẫn tiếp tục duy trì tăng, đúng mà, tại cái nền của nó khá vững chắc thì nó tăng như này, dòng tiền vào quyết liệt như này thì mà phía này này phù hợp việc chúng ta nắm giữ nhiều hơn này. Và ở đây nó có một cái up down nó chưa lấp lại này, thì kỳ vọng mục tiêu nó sẽ lên giá khoảng là 25 25 23 24 trong thời gian sắp tới. Thì đối với nhà đầu tư là mình có cứ nắm giữ, còn mua mới thì chờ đợi nó cân bằng thêm thì chúng ta mới có những cái điểm mua mới. Còn trend nó đang trend lại tăng này thì chúng ta cứ nắm giữ, và chúng ta cũng đừng lo lắng đâu mà phiếu này, tại vì ít nhất mà phiếu nó rơi thì ít nhất phải có giai đoạn phân phối nó cân bằng, nó tạo hai đỉnh ba đỉnh mới rơi, còn đang đi lên như thế này thì chúng ta cứ yên tâm nắm giữ thêm. Còn SSC hiện tại thì chỉ tới đây, trên đây là cái trend giảm của nó này, đúng không ạ? Thì cũng đã bứt phá khỏi trend đây giảm này bằng một dòng tiền cực đại đánh lên này, và yếu tố nó bắt đầu nó đánh vượt lên, nó đánh hở gap sau nó quay lại retest gap bình thường. Anh chị thấy những phiên đây này có sự xuất hiện những phiên nô sập, những phiên tích cung này, thì kỳ vọng những phiên sắp tới nó sẽ bắt đầu nó vượt lên khỏi những cái vùng gọi là cản mạnh của nó, thì ở đây nhà đầu tư chấp nhận rủi ro. Thì đây là cũng là những cái điểm mua tại nơi này an toàn này, nên nhà đầu tư có thể lưu ý được đối với C, đây là điểm mua và chúng ta đặt stop loss qua giá khoảng là vùng giá 28 đi, và kỳ vọng mục tiêu của nó tìm đánh giá sẽ lên lại cái vùng gọi là gap trước của nó là vùng giá 40 đó. Nên những mã phiếu này này rủi ro thấp mà lợi nhuận cao chúng ta vẫn có thể tham gia được, tại vì chỉ thấy con tiếp này nó đã tăng trước rồi, đúng mà, từ nền tăng lên bao nhiêu trăm rồi, thì con SJC nó chưa tăng thì kỳ vọng trong giai đoạn sắp tới nó cũng sẽ tăng theo so với dòng của nó, là những mã phiếu leader là con tiếp, tại vì nó có những cái trạng thái gọi là sóng dòng đó. Nên chị thấy lưu ý được đối với mã cổ phiếu SJC của khu công nghiệp này. KBC thì sao? KBC mặc dù chị thấy này nó rơi,
Đúng mà, nhưng mà rơi chủ yếu là rơi làm gì, rơi về retest gap của nó thôi, bắt đầu quay lại retest gap thành công này. Phiên vừa rồi cũng xuất hiện no supply bar này, đúng mà, nhưng mà kỳ vọng ở đoạn này em đánh giá nó sẽ có những sự bật tăng trở lại, nên tôi mình có cái nắm giữ muốn mua mới thì chúng ta có thể là chờ đợi nó vượt hẳn vùng giá đó khoảng là 25 đi, 25.5 chúng ta sẽ tham gia. Nên lưu ý được mà cổ phiếu KBC thì đây kênh xu hướng của con KBC này, nó chạm về đúng cái kênh của nó rồi đúng không ạ? Đây cái kênh của nó đây đó, nó cứ lên miền trên rồi về miền dưới thôi đúng không ạ? Đây nó chạm kênh trên thì nó về kênh dưới lại, như thế là tăng lên này, gặp kênh trên về lại kênh dưới, tăng lên gặp kênh trên đạp lại kênh dưới đúng không ạ? Về kênh dưới này bật tăng lên thì là như thế này, nó về hỗ trợ khả năng sẽ có nhịp bật tăng lên, và kỳ vọng nhịp này cũng sẽ quay về retest gap ít nhất là vùng giá bao nhiêu ạ? Ít nhất sẽ là vùng giá đâu khoảng là 29 và 30. Nên lưu ý được mã cổ phiếu KBC này, nếu đánh trung hạn trong thời gian sắp tới thì mã phiếu KBC vẫn là mã phiếu tiềm năng khi mà có những cái con leader nó phát tín hiệu rồi. IDC chị thấy này vận động như vậy là yếu tố tốt, đâu có gì gọi là tiêu cực đâu anh chị. Ở đây anh chị thấy này, mẫu hình VCB hẹp này, đúng mà, vẫn có yếu tố hướng lên này, đang ở giai đoạn gọi rũ bỏ thôi, nó rũ bỏ này, đoạn này nhà đầu tư nắm giữ làm gì được. Anh chị thấy này, đi sideways như khoảng 2-3 tháng gần đây này, nhà đầu tư chán nản bán ra, có ai dám mua vào đâu, đúng mà, vol của nó cũng cạn lại dần, thì đây yếu tố rũ bỏ thôi, đúng mà, nó rũ bỏ gãy đường xu hướng hoặc là nó gãy khỏi đường MA50 thôi, sẽ bắt đầu phục hồi trở lại và dòng tiền vào sẽ là cái điểm vào chính. Bây giờ chúng ta cứ chờ đợi dòng tiền vào chúng ta tham gia, chúng ta cũng sẽ không gọi là vào sớm, tại vì chị thấy một cái mã cổ phiếu có thể tích lũy khá là lâu. Ví dụ như đoạn này chị thấy nó tích lũy đi ngang đâu khoảng là từ tháng mấy ạ? Đi ngang từ tháng 1 này, nó đi ngang cho đến tháng 8, 8 tháng chị nhà đầu tư cứ mua bán trong biên này thì rất dễ dàng bị thua lỗ. Nhưng thực chất chị thấy chờ, chỉ cần chờ đúng cái nhịp rũ bỏ xong đi, rồi bắt đầu này nó hướng lên, dòng tiền vào đúng không ạ? Dòng tiền vào quyết liệt này, đó, quay lại retest này, no support cung ở trên đây này là điểm mua chính này, đó anh chị thấy này, no support cung này thì đây là điểm mua chính của nó này, anh chị thấy nó sẽ bắt đầu nó chạy đúng không ạ? Thì chúng ta cứ chờ đợi cái điểm gọi là cân bằng no support cung đi thì chúng ta tham gia, còn bây giờ nó chưa thì chưa chưa có những dòng tiền vào chúng ta cứ đứng ngoài, khi nào dòng tiền vào chúng ta sẽ theo dòng tiền smart money thì chúng ta tham gia theo đúng không ạ? Hay là BR sau BR nhìn chung nó về nền rồi khả năng sẽ sideways, chứ nhìn chung chỉnh sau thì đánh giá cũng chưa chỉnh sau, có thì có nắm giữ thêm này. GVR thì ở đây nó cũng về vùng hỗ trợ, cũng bật tăng khá tốt này, ở đây nếu mà muốn rơi cũng chưa rơi ngay thì khả năng kiểu gì nó cũng sẽ quay về retest đỉnh ít nhất là vùng giá khoảng 16 ấy. Nhà đầu tư mình có cái nắm giữ, còn muốn đánh ngắn thì chấp nhận rồi thì vào đánh ngắn được, từ đây lên đây cũng được biên độ 5-7% gì đó, và đặt stop loss vùng giá nhiêu, đặt stop loss vùng giá đó khoảng là 14.85 thôi đúng không ạ? Nên kỳ vọng đây nó sẽ có nhịp hồi về vùng giá 16 gì đó. Rồi tiếp tục về dòng chứng khoán đi. Dòng chứng khoán thì nhìn chung ở đây những mã cổ phiếu như FTS ấy, thì đánh giá nó đang tạo ra cái đỉnh số 2. Thì đây chị thấy này. Đây, đây là cái trạng thái là trên lai tăng của nó này, và nó bắt đầu có những yếu tố đang chuẩn bị gãy khỏi trên lai tăng. Và đây là một cái đỉnh số 1 của nó này. Và hôm nay nó cũng đang bắt đầu bị bán vô lớn, thì khả năng ấy nếu ngày mai nó xác nhận một cái vol bán lớn và thủng vùng hỗ trợ là thủng vùng giá khoảng 26.5 thì chúng ta phải hạ ra. Còn nếu ở đây nó bắt đầu nó bật tăng lên trở lại. Ví dụ ở đây nó chạm về đây nó bật tăng lên trở lại và nó sẽ quay thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ bình thường. Thì đối với mã phiếu này thì chúng ta cứ quan sát nắm giữ thêm, chứ điểm mua mới chưa có đúng mà, vừa phù hợp với việc chúng ta chốt lại nhiều hơn so với chúng ta mua mới, tại vì ở đây nó cũng đã về những vùng gọi là gắp trước của nó rồi đúng mà, đã lắp hết gắp thành công rồi đó. Thì những mục tiêu của em thì đánh giá nó chỉ lên tới đây thôi, còn nếu nó tăng nữa thì trình của mình tới đây thì mình chỉ lãi được tới đây, chứ nhìn chung ở đây nó vẫn chưa có điểm gì gọi là để mình tham gia mua mới. Tiếp tục là BSI đi. BSI thì mặc dù trend của nó thì nó vẫn giữ trên lai tăng, hôm nay cũng bị bán ngược nhưng chị thấy bị hấp thụ vol khá là lớn, thì đây cũng có thể gọi là cái phiên phân phối hàng rồi này đó. Ở đây cũng xuất hiện một cây nến khá là xấu đúng không ạ, một cây nến gọi là đảo chiều xu thế đó, nên những mã phiếu này này nhau tôi nào có thì chúng ta cứ canh chốt lại dần thì chiều tăng, chứ thực chất điểm mua mới của nó thì chưa có, tại vì nó gặp những vùng cản khá là mạnh đó. Còn đối với em thì nhìn chung BSI thì canh chốt lại nhiều hơn so với chúng ta mua mới, tin tức tốt ra nhiều rồi đúng không ạ, nó cũng đã có giai đoạn chạy nước rút rồi thì chúng ta sẽ không kỳ vọng nhiều đối với BSI. Hay là những mã cổ phiếu như ORS đi, chị thấy thực chất ấy, những cái điểm mua chính của nó là những cái điểm mua nào à? Đây là những điểm mua chính của nó này đó, những điểm nâu sập chúng ta mua vào điểm này chúng ta mua vẫn đẹp đúng không, nhưng mà bây giờ nó lên đây gặp lại cản chúng ta mua làm gì nữa đúng không, thì phù hợp vì chúng ta mua được ở vùng đáy chúng ta sẽ canh chút lại khi nó gặp lại cản mới. Còn bây giờ nhìn chung đối với em thì dòng chứng khoán sẽ là những vùng em sẽ không tham gia, và chủ yếu em có thì em canh chút lại đúng không, đoạn này thực chất anh chị chút lại đối với những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán thôi, chứ nhìn chung điểm mua thì em cũng sẽ không mua nữa, tại vì nó đã qua điểm mua rồi và hiện tại nó đã hết điểm mua. Đối với dòng chứng khoán thì nó gặp lại những cản mạnh, và những mã phiếu leader như FTS và BSI bị bán lại vốn lớn thì đó cũng đâu phải là cái tín hiệu tích cực đâu đúng không ạ? Rồi những mã phiếu như SSI, những mã phiếu yếu, mà những mã cổ phiếu như FTS hay là BSI cũng bị bán mạnh như này thì những mã phiếu này này thì rất khó để đi lên. Thì đối với em ấy là dòng chứng khoán như SSI hiện tại chưa đi mua mới, có thì chúng ta cứ canh chốt lại thôi, hoặc là ở đây nó quay về lắp gáp đi, rồi nó bật tăng lên nó cân bằng thì chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta đánh ngắn được. Còn ở đây nhìn chung ấy, ở đây nó tạo ra này đỉnh xa hơn trước là yếu tố xấu rồi, nên nếu nhà tư mình có thì quan sát những nhịp phía sau mình hạ ra cho an toàn.
VCI cũng tương tự như vậy thôi đúng không ạ? Về vùng gọi là hỗ trợ cứng, bật tăng lên gì thế nào, bật tăng đâu mạnh mẽ đâu, trên của nó bắt đầu nó hình thành trên xuống thì tạo ra đỉnh sau thấp đỉnh trước rồi này. Đây đỉnh sau thấp đỉnh trước rồi nên đây cũng là yếu tố rủi ro đối với dòng chứng khoán đúng không ạ? Nên những mã phiếu nào yếu chúng ta sẽ canh hạ ra. Từ những mã phiếu này nó cũng gặp lại cản mạnh này. Đây là cái cản mạnh nó sẽ rất khó vượt qua được cái cản này. Đó nên nhiều tuần lưu ý đối với những mã phiếu yếu của dòng chứng khoán thì phù hợp thì chúng ta chốt lại. Điểm mua mới chưa có, chúng ta chỉ đánh những cái dòng nào chưa tăng thôi. Nhưng dòng tăng rồi thì chị thấy rất dễ bị điều chỉnh, giống như con Nam Kim lần trước đây chị đánh làm gì có lãi đâu, chị đánh chỉ toàn lỗ thôi. Tại vì thực chất những mã phiếu cũng đã bắt đầu dòng tiền thoát ra rồi nên chị thấy này, mà dù nó đi lên đi xuống nhưng thực chất total lại nó vẫn là giảm. Hay là CG cũng tương tự như vậy. Thì giờ phía trước cũng phân tích khá nhiều về dòng thép với lại dòng đầu tư công rồi đúng không ạ? Nhờ tôi có theo dõi cái kênh của em thì em nói các dòng này đang có tín hiệu rủi ro rồi. Nhờ tin mình không tham gia và chỉ tham gia chỉ những cái dòng gọi là có dòng tiền thôi, ví dụ anh chị tham gia FTS thì thế này vẫn có lãi bình thường trong giai đoạn gần đây, anh chị tham gia bất động sản IDG này đúng không ạ, những cái dòng nào có dòng tiền ta mới đánh, kiểu như dòng tiền là bắt đầu có yếu tố thoát ra chúng ta sẽ hạn chế tham gia. Thì đối với em thì dòng này đang có những yếu tố dòng tiền thoát ra thì chúng ta sẽ canh, chúng ta hạ ra rồi chúng ta đánh một cái dòng khác nó ok hơn, chẳng hạn là dòng bất động sản hoặc là dòng khu công nghiệp. Còn những cái mã cổ phiếu có dòng dầu khí thì sao? Dầu khí PVD thì nhìn chung nó cũng về vùng hỗ trợ, nó cũng bật tăng lên cũng tương đối ổn này. Thì ở đây chúng ta phải quan sát lại xem dòng phía sau nó có bắt đầu có cái dòng tiền vào hay không thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta FOMO chúng ta mua đó. Còn bây giờ thì nhìn chung ở đây khả năng sẽ có nhịp phục hồi nó nắm giữ được này, quan sát thêm và kỳ vọng nó sẽ hồi lên giá khoảng 21. Rồi PVS thì sao? PVS nó cũng đang có những yếu tố bật tăng trở lại khi vùng hỗ trợ có thì nắm giữ thêm này, còn điểm mua mới thì quan sát thêm một vài phiên nữa, nhìn chung vol của nó cũng khá là cạn đấy, cũng khá là đẹp. BR cũng vân cạn nhưng nó lắp ráp thành công, nó cũng rút chân lên này, nhìn chung có thì cứ nắm giữ, còn điểm mua mới chưa có, tại vì nó đang giảm nó chưa có dấu hiệu gọi là tạo đáy hay đáy hướng lên ta mới tham gia. Rồi điện thì sao ạ? Dòng điện thì nhìn chung GEG thì cũng có dòng tiền vào đánh lên rất quyết liệt này, anh chị thấy dòng tiền vào liên tục này nhưng mà ở đây nó gặp lại cản thì chúng ta chờ đợi cho nó sẽ quay lại thêm mới có điểm mua. Còn ở đây thực chất cái điểm mua mới của nó thì nó chưa có điểm mua đẹp, quan sát thêm này. Rồi tiếp tục là BC1, BC1 thì nó cũng đang có trạng thái tích cung đúng không ạ? Ở đây cũng chạm về đường EMA 50, cũng xuất hiện dấu hiệu tích cung. Cũng khá là đẹp này thì nhà đầu tư nào chấp nhận rủi ro thì con BC1 vẫn là cái mã cổ phiếu tiềm năng này, có thể đánh ngắn tích cộng được. Nên lưu ý được đối với BC1 này, đây cũng là điểm mua này và đặt stop loss đâu ạ? Đặt stop loss nguồn giá khoảng là 27.5 thôi đúng không ạ? Rồi con bao sao bao thì cũng phục hồi đi lên nhưng chủ nó quay lại retest gì à? Nó quay lại retest đỉnh. Thì với vol thấp như này thì chúng ta vẫn chưa điểm mua mới, có thì chúng ta canh hạ, tại vì đây chị thấy này nó gặp lại cản thì cái nguồn cung của nó khá là lớn, rất khó để có thể vượt lên. HDG nhìn chung nó cũng gặp lại những cái vùng hỗ trợ bật tăng lên, nhìn chung đây cũng chưa phải điểm mua thì chưa đủ độ cân bằng, ít nhất phải là cân bằng từ 5 7 phiên ta mới tham gia nó mới đạt về những yếu tố bật tăng nó. Thường thường cái mã phiếu nó muốn bật tăng, ví dụ anh chị thấy này, nó muốn bật tăng nó khoảng 5 7 phiên thì ít nhất nó phải tích lũy từ 5 đến 7 phiên nó mới có những yếu tố bật tăng như thế. Anh chị thấy là đoạn này này, trước khi nó bật tăng thì cũng phải cần có những yếu tố cân bằng, ít nhất khoảng từ 5 7 phiên mới có những yếu tố breakout lên được. Đó nó phải cần xuyết biên, ví dụ như một cái vận động viên muốn nhảy xa đi, họ phải cần có gì ạ? Họ phải cần lấy đà tốt. Thì những mã phiếu muốn bật tăng mạnh thì nó phải gì ạ? Nó phải cần signal lại thì mới bật tăng. Anh chị nào tư nào mà đọc có những cái quyển sách của ông William O'Neil ấy là làm giàu của chứng khoán thì nhà đầu tư mình thấy những cái mã cổ phiếu mà ông chọn gia tăng ấy, ông luôn luôn chọn những cái mã cổ phiếu có nền siết chặt chứ không phải là chọn những cái nền lỏng lẻo đâu đúng không ạ? Hay là chọn những mã cổ phiếu có mẫu hình gọi là cốc tay cầm, hay là những cái mẫu hình gọi là lá cờ thắt chặt ông mới tham gia đúng không ạ? Hoặc là ông gia tăng hàng đó, anh chị có thể tìm kiếm những cái quyển sách làm giàu của chứng khoán để mình đọc, mình biết vì sao những cái đoạn mà nó siết chặt biên lại mới là những mã cổ phiếu tốt đúng không ạ? Với những cái mã cổ phiếu đó mới có những độ nén, mới có những cái độ bật mạnh. Nhưng mà phiếu này này chưa có những độ gọi là nén chặt thì chúng ta chưa tham gia, chờ đợi cái sự nén chặt của nó lại. Rồi đi qua thêm một vài mã cổ phiếu của dòng gì nữa ạ? Dòng dòng thép đi, dòng thép thì nhìn chung phân tích khá là nhiều rồi đúng không ạ? Anh chị đầu tư nào mà mở lại video ít nhất khoảng là 2 tháng trước đi thì em cũng cảnh báo về nhịp chỉnh của dòng thép rồi. Đúng không ạ? Tại vì dòng thép ở đây xuất hiện rất là nhiều phiên sách đâu ba. Anh chị thấy cứ đánh lên vol tăng giáo tăng đâu, anh chị thấy ở đây là một phiên sell down này, vol tăng giáo tăng khớp lệnh bao nhiêu triệu phiếu, 21 triệu cổ phiếu mà giảm đến 2,47%, trong khi đó anh chị thấy từ vùng đáy nó phục hồi đi lên nó chỉ cần 8 triệu phiếu đã đến trần. Anh chị thấy những phiên này này nó khớp lệnh bao nhiêu ạ? 27 triệu phiếu mà không tăng trăm nào đúng không ạ? Và anh chị thấy đặt ra câu hỏi tại vì sao vol tăng giá không tăng, tại vì ở đây cái lực cung nó bán ra nhiều hơn lực cầu đúng không ạ? Ở đây bao nhiêu nhà tư cá nhân mua vào thì bắt đầu có bấy nhiêu nhà tư tổ chức họ bán ra. Tại vì đoạn này ra những tin tức gì, tin tức dòng thép rất là tốt đúng không ạ? Ra về cái việc gọi lợi nhuận doanh thu ngàn tỷ và được lợi được các media nó gọi là BR khá nhiều, và anh chị thấy là đoạn này nhà tư hưng phấn mua vào sau thì bị kẹp hàng trên đây. Thực chất tổ chức họ đã phân phối hàng ra trong cái giai đoạn nó đi ngang như thế này rồi, nó không xuất hiện từ 5 đến 7 phiên sell-down 3 rồi đúng không ạ? Ở đây anh chị thấy là một phiên sell-down 3 này, hai phiên này, ba phiên này,
4 phiên này và 5 phiên này, và đây là phiên xác nhận tiền thấp ra là phiên ốc thấp 3 này, nó bắt đầu nó điều chỉnh đúng không ạ? Nó rõ ràng rằng trong giai đoạn này thấy xuất hiện dấu hiệu này chúng ta cứ canh, chúng ta bán đi, chúng ta cầm tiền chúng ta mua những mã phiếu khác, thì cái biên độ lợi nhuận của chúng ta nó sẽ bắt đầu nó nở ra, hoặc là cái chi phí cơ hội của chúng ta nó sẽ được cải thiện so với chúng ta cứ nắm giữ ở mã phiếu này, mua bài không ta chỉ nắm giữ đi 2 đến 3 tháng nữa thì thực chất nó đang sideways, nó sideways down, nó giảm chứ tại vì dòng tiền có vào đâu mà nó bật tăng lên trở lại. Nên đối với em ở đoạn này nó sẽ không rơi nhanh, nó cứ rơi xong bắt đầu cân bằng trở lại này, rồi nó sẽ hồi lên, xong bắt đầu nó rơi, nó cân bằng rồi nó sẽ rơi, nó sẽ bò tuần xẻo nhà tư mình. Tại vì đây đoạn này anh chị thấy, tại vì sóng rơi mạnh thì thực chất anh chị thấy đoạn này này có hỗ trợ mạnh đâu, nhưng mà anh chị thấy đoạn này này nó về đây nó hỗ trợ mạnh này, về đây hỗ trợ mạnh nên cứ bò tuần xẻo cho tụi mình thôi. Nên đối với dòng thép thì đoạn này em sẽ không đánh giá cao, có thì cứ canh hồi lên hạ để chúng ta đánh một cái dòng khác nó sẽ an toàn hơn. Thì dòng thép thì nhìn chung phân tích mã phiếu Nam Kim thôi, HSG tương tự hay là HBG cũng tương tự như vậy thôi. Nên dòng thép hiện tại chưa có sóng thì chúng ta sẽ chưa đánh. Dòng đầu tư công nó cũng tương tự như vậy nên cũng sẽ không phân tích quá nhiều. Thì nhìn chung á em cũng đã đi sơ lược qua một dòng thị trường để đầu tư mình có thể là nắm bắt và tham khảo. Thì chắc anh chị thấy đoạn này này em chủ yếu làm gì, em chủ yếu bán những mã phiếu của dòng chứng khoán thôi, ví dụ như con STS này em bán này, bán hết hôm nay này, còn con BSI bán là hầu như là 75% hàng, và anh chị thấy bán giá cao vùng giá 29.96 lần đúng không ạ, từ cái vùng giá đó trở lên. Rồi anh chị thấy này mua những mã phiếu HAH này có dòng tiền này, hôm nay bắt đầu mua lại DG này đúng không ạ. Rồi anh chị thấy rõ ràng rằng những mã phiếu như BCG có dòng tiền cũng như bất động sản vẫn nắm giữ, hay là SJC vẫn nắm giữ thôi. Đúng mà, nên chị thấy cái này cứ thấy những mã phiếu nào mua được tại nền canh nổ lên thì bán đó, mua những mã phiếu nào mà chưa tăng đó, thì cái hiện tại đó là chiến lược của em, và chủ yếu em đánh giá dịp này và nên sẽ có một nhịp tăng lên lại vùng giá 1055 1060, nên sẽ tập trung em đánh dòng bất động sản trong ngắn hạn, tìm đâu khoảng 5-7%, rồi chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta cầm tiền thu tiền trở lại, chúng ta chờ đợi những cái dòng dẫn dắt khác. Thì cái đó quan điểm của em trong cái ngắn hạn. Thì cảm ơn nhà đầu tư đã lắng nghe video, anh chị còn thắc mắc gì có thể comment những video này để em hỗ trợ từ một cách tốt nhất.